Lại nữa, Thiện Hiện, cái gọi là Đại Bồ Tát, theo ý ông thì sao? Chính bậc Cực Hỷ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính bậc Ly Cấu, bậc Phát Quang, bậc Diệm Tuệ, bậc Cực Nan Thắng, bậc Hiện Tiền, bậc Viễn Hành, bậc Bất Động, bậc Thiện Tuệ, bậc Pháp Vân là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Cái khác với bậc Cực Hỷ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Cái khác với bậc Ly Cấu cho đến bậc Pháp Vân là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Trong bậc Cực Hỷ có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Trong bậc Ly Cấu cho đến bậc Pháp Vân có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Trong Đại Bồ Tát có bậc Cực Hỷ chăng? Bạch Thế Tôn, không. Trong Đại Bồ Tát có bậc Ly Cấu cho đến bậc Pháp Vân chăng? Bạch Thế Tôn, không. Địa bậc Cực Hỷ có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Địa bậc Ly Cấu cho đến bậc Pháp Vân có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Lại nữa, Thiện Hiện, cái gọi là Đại Bồ Tát, theo ý ông thì sao? Chính năm loại mắt là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính 6 phép thần thông là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Cái khác với 5 loại mắt là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Cái khác với 6 phép thần thông là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Trong 5 loại mắt có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Trong 6 phép thần thông có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Trong Đại Bồ Tát có 5 loại mắt chăng? Bạch Thế Tôn, không. Trong Đại Bồ Tát có 6 phép thần thông chăng? Bạch Thế Tôn, không. Lìa 5 loại mắt có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Lìa 6 phép thần thông có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Lại nữa, Thiện Hiện, cái gọi là Đại Bồ Tát, theo ý ông thì sao? Chính 10 lực của Phật là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Cái khác với 10 lực của Phật là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Cái khác với 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Trong 10 lực của Phật có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Trong 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Trong Đại Bồ Tát có 10 lực của Phật chăng? Bạch Thế Tôn, không. Trong Đại Bồ Tát có 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng chăng? Bạch Thế Tôn, không. Lìa 10 lực của Phật có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Lìa 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Lại nữa, Thiện Hiện, cái gọi là Đại Bồ Tát, theo ý ông thì sao? Chính Đại Từ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Cái khác với Đại Từ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Cái khác với Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Trong Đại Từ có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Trong Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Trong Đại Bồ Tát có Đại Từ chăng? Bạch Thế Tôn, không. Trong Đại Bồ Tát có Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả chăng? Bạch Thế Tôn, không. Lìa Đại Từ có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Lìa Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Lại nữa, Thiện Hiện, cái gọi là Đại Bồ Tát, theo ý ông thì sao? Chính 32 tướng đại sĩ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính 80 vẻ đẹp kèm theo là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Cái khác với 32 tướng đại sĩ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Cái khác với 80 vẻ đẹp kèm theo là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Trong 32 tướng đại sĩ có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Trong 80 vẻ đẹp kèm theo có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Trong Đại Bồ Tát có 32 tướng đại sĩ chăng? Bạch Thế Tôn, không. Trong Đại Bồ Tát có 80 vẻ đẹp kèm theo chăng? Bạch Thế Tôn, không. Lìa 32 tướng đại sĩ có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Lìa 80 vẻ đẹp kèm theo có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Lại nữa, Thiện Hiện, cái gọi là Đại Bồ Tát theo ý ông thì sao? Chính Pháp không quên mất là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính tánh luôn luôn xả là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, cái khác với Pháp không quên mất là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, cái khác với tánh luôn luôn xả là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, trong Pháp không quên mất có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, trong tánh luôn luôn xả có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, trong Đại Bồ Tát có Pháp không quên mất chăng? Bạch Thế Tôn, không, trong Đại Bồ Tát có tánh luôn luôn xả chăng? Bạch Thế Tôn, không, lìa Pháp không quên mất có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, lìa tánh luôn luôn xả có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Lại nữa, Thiện Hiện, cái gọi là Đại Bồ Tát theo ý ông thì sao? Chính trí nhất thiết là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, cái khác với trí nhất thiết là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, cái khác với trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, trong trí nhất thiết có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, trong trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, trong Đại Bồ Tát có trí nhất thiết chăng? Bạch Thế Tôn, không, trong Đại Bồ Tát có trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chăng? Bạch Thế Tôn, không, lìa trí nhất thiết có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, lìa trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Lúc bấy giờ Phật bảo cụ thọ Thiện Hiện, người quán nghĩa nào mà nói là chính sắc chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính thọ tưởng hành thức chẳng phải là Đại Bồ Tát, cái khác với sắc chẳng phải là Đại Bồ Tát, cái khác với thọ tưởng hành thức chẳng phải là Đại Bồ Tát, trong sắc chẳng có Đại Bồ Tát, trong thọ tưởng hành thức chẳng có Đại Bồ Tát, trong Đại Bồ Tát chẳng có sắc, trong Đại Bồ Tát chẳng có thọ tưởng hành thức, lìa sắc chẳng có Đại Bồ Tát, lìa thọ tưởng hành thức chẳng có Đại Bồ Tát. Cụ thọ Thiện Hiện bạch: Bạch Thế Tôn, hoặc Bồ Đề, hoặc Tát Đoả, hoặc sắc, hoặc thọ tưởng hành thức, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có Đại Bồ Tát. Đại Bồ Tát đã chẳng có thì tại sao có thể nói chính sắc là Đại Bồ Tát, chính thọ tưởng hành thức là Đại Bồ Tát, cái khác với sắc là Đại Bồ Tát, cái khác với thọ tưởng hành thức là Đại Bồ Tát, trong sắc có Đại Bồ Tát, trong thọ tưởng hành thức có Đại Bồ Tát, trong Đại Bồ Tát có sắc, trong Đại Bồ Tát có thọ tưởng hành thức, lìa sắc có Đại Bồ Tát, lìa thọ tưởng hành thức có Đại Bồ Tát. Lại nữa, Thiện Hiện, ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính nhãn xứ chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ chẳng phải là Đại Bồ Tát, cái khác với nhãn xứ chẳng phải là Đại Bồ Tát, cái khác với nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ chẳng phải là Đại Bồ Tát, trong nhãn xứ chẳng có Đại Bồ Tát, trong nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ chẳng có Đại Bồ Tát, trong Đại Bồ Tát chẳng có nhãn xứ, trong Đại Bồ Tát chẳng có nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, lìa nhãn xứ chẳng có Đại Bồ Tát, lìa nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ chẳng có Đại Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, hoặc Bồ Đề, hoặc Tát Đoà, hoặc nhãn xứ, hoặc nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có Đại Bồ Tát. Đại Bồ Tát đã chẳng có thì tại sao có thể nói chính nhãn xứ là Đại Bồ Tát, chính nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là Đại Bồ Tát, cái khác với nhãn xứ là Đại Bồ Tát, cái khác với nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là Đại Bồ Tát, trong nhãn xứ có Đại Bồ Tát, trong nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ có Đại Bồ Tát, trong Đại Bồ Tát có nhãn xứ, trong Đại Bồ Tát có nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, lìa nhãn xứ có Đại Bồ Tát, lìa nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ có Đại Bồ Tát. Lại nữa, Thiện Hiện, ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính sắc xứ chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng phải là Đại Bồ Tát, cái khác với sắc xứ chẳng phải là Đại Bồ Tát, cái khác với thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng phải là Đại Bồ Tát, trong sắc xứ chẳng có Đại Bồ Tát, trong thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng có Đại Bồ Tát, trong Đại Bồ Tát chẳng có sắc xứ, trong Đại Bồ Tát chẳng có thanh hương vị xúc pháp xứ, lìa sắc xứ chẳng có Đại Bồ Tát, lìa thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng có Đại Bồ Tát. Bạch Thế Tôn hoặc Bồ Đề hoặc Tát Đòa hoặc Sắc xứ hoặc thanh hương vị xúc pháp xứ, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có. Huống là có Đại Bồ Tát đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính sắc xứ là Đại Bồ Tát, chính thanh hương vị xúc pháp xứ là Đại Bồ Tát, cái khác với sắc xứ là Đại Bồ Tát, cái khác với thanh hương vị xúc pháp xứ là Đại Bồ Tát, trong sắc xứ có Đại Bồ Tát, trong thanh hương vị xúc pháp xứ có Đại Bồ Tát, trong Đại Bồ Tát có sắc xứ, trong Đại Bồ Tát có thanh hương vị xúc pháp xứ, lìa sắc xứ có Đại Bồ Tát, lìa thanh hương vị xúc pháp xứ có Đại Bồ Tát. Lại nữa Thiện Hiện, người quán nghĩa nào mà nói là chính nhãn giới chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính nhĩ tĩ thiệt thân ý giới chẳng phải là Đại Bồ Tát, cái khác với nhãn giới chẳng phải là Đại Bồ Tát, cái khác với nhĩ tĩ thiệt thân ý giới chẳng phải là Đại Bồ Tát, trong nhãn giới chẳng có Đại Bồ Tát, trong nhĩ tĩ thiệt thân ý giới chẳng có Đại Bồ Tát, trong Đại Bồ Tát chẳng có nhãn giới, trong Đại Bồ Tát chẳng có nhĩ tĩ thiệt thân ý giới, lìa nhãn giới chẳng có Đại Bồ Tát, lìa nhĩ tĩ thiệt thân ý giới chẳng có Đại Bồ Tát. Bạch Thế Tôn hoặc Bồ Đề hoặc Tát Đòa hoặc nhãn giới hoặc nhĩ tĩ thiệt thân ý giới, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có Đại Bồ Tát. Đại Bồ Tát đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính nhãn giới là Đại Bồ Tát, chính nhĩ tĩ thiệt thân ý giới là Đại Bồ Tát, cái khác với nhãn giới là Đại Bồ Tát, cái khác với nhĩ tĩ thiệt thân ý giới là Đại Bồ Tát, trong nhãn giới có Đại Bồ Tát, trong nhĩ tĩ thiệt thân ý giới có Đại Bồ Tát, trong Đại Bồ Tát có nhãn giới, trong Đại Bồ Tát có nhĩ tĩ thiệt thân ý giới, lìa nhãn giới có Đại Bồ Tát, lìa nhĩ tĩ thiệt thân ý giới có Đại Bồ Tát. Lại nữa Thiện Hiện, người quán nghĩa nào mà nói là chính sắc giới chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính thanh hương vị xúc pháp giới chẳng phải là Đại Bồ Tát, cái khác với sắc giới chẳng phải là Đại Bồ Tát, cái khác với thanh hương vị xúc pháp giới chẳng phải là Đại Bồ Tát, trong sắc giới chẳng có Đại Bồ Tát, trong thanh hương vị xúc pháp giới chẳng có Đại Bồ Tát, trong Đại Bồ Tát chẳng có sắc giới, trong Đại Bồ Tát chẳng có thanh hương vị xúc pháp giới, lìa sắc giới chẳng có Đại Bồ Tát, lìa thanh hương vị xúc pháp giới chẳng có Đại Bồ Tát. Bạch Thế Tôn hoặc Bồ Đề hoặc Tát Đòa hoặc sắc giới hoặc thanh hương vị xúc pháp giới, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có Đại Bồ Tát. Đại Bồ Tát đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính sắc giới là Đại Bồ Tát, chính thanh hương vị xúc pháp giới là Đại Bồ Tát, cái khác với sắc giới là Đại Bồ Tát, cái khác với thanh hương vị xúc pháp giới là Đại Bồ Tát, trong sắc giới có Đại Bồ Tát, trong thanh hương vị xúc pháp giới có Đại Bồ Tát, trong Đại Bồ Tát có sắc giới, trong Đại Bồ Tát có thanh hương vị xúc pháp giới, lìa sắc giới có Đại Bồ Tát, lìa thanh hương vị xúc pháp giới có Đại Bồ Tát. Lại nữa Thiện Hiện, người quán nghĩa nào mà nói là chính nhãn thức giới chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới chẳng phải là Đại Bồ Tát, cái khác với nhãn thức giới chẳng phải là Đại Bồ Tát, cái khác với nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới chẳng phải là Đại Bồ Tát, trong nhãn thức giới chẳng có Đại Bồ Tát, trong nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới chẳng có Đại Bồ Tát, trong Đại Bồ Tát chẳng có nhãn thức giới, trong Đại Bồ Tát chẳng có nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới, lìa nhãn thức giới chẳng có Đại Bồ Tát, lìa nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới chẳng có Đại Bồ Tát. Bạch Thế Tôn hoặc Bồ Đề hoặc Tát Đòa hoặc nhãn thức giới hoặc nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có Đại Bồ Tát. Đại Bồ Tát đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính nhãn thức giới là Đại Bồ Tát, chính nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới là Đại Bồ Tát, cái khác với nhãn thức giới là Đại Bồ Tát, cái khác với nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới là Đại Bồ Tát, trong nhãn thức giới có Đại Bồ Tát, trong nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới có Đại Bồ Tát, trong Đại Bồ Tát có nhãn thức giới, trong Đại Bồ Tát có nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới, lìa nhãn thức giới có Đại Bồ Tát, lìa nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới có Đại Bồ Tát. Lại nữa Thiện Hiện, người quán nghĩa nào mà nói là chính nhãn xúc, chẳng phải là Đại Bồ Tát. Chính nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc chẳng phải là Đại Bồ Tát. Cái khác với nhãn xúc chẳng phải là Đại Bồ Tát. Cái khác với nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc chẳng phải là Đại Bồ Tát. Trong nhãn xúc chẳng có Đại Bồ Tát. Trong nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc chẳng có Đại Bồ Tát. Trong Đại Bồ Tát chẳng có nhãn xúc. Trong Đại Bồ Tát chẳng có nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc. Lìa nhãn xúc chẳng có Đại Bồ Tát. Lìa nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc chẳng có Đại Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, hoặc Bồ Đề, hoặc Tát Đòa, hoặc nhãn xúc, hoặc nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có. Huống là có Đại Bồ Tát. Đại Bồ Tát đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính nhãn xúc là Đại Bồ Tát, chính nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc là Đại Bồ Tát, cái khác với nhãn xúc là Đại Bồ Tát, cái khác với nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc là Đại Bồ Tát. Trong nhãn xúc có Đại Bồ Tát, trong nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc có Đại Bồ Tát, trong Đại Bồ Tát có nhãn xúc, trong Đại Bồ Tát có nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc. Lìa nhãn xúc có Đại Bồ Tát, lìa nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc có Đại Bồ Tát. Lại nữa Thiện Hiện, người quán nghĩa nào mà nói là chính các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra chẳng phải là Đại Bồ Tát, cái khác với các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng phải là Đại Bồ Tát, cái khác với các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra chẳng phải là Đại Bồ Tát. Trong các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng có Đại Bồ Tát, trong các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra chẳng có Đại Bồ Tát. Trong Đại Bồ Tát chẳng có các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, trong Đại Bồ Tát chẳng có các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, lìa các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng có Đại Bồ Tát, lìa các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra chẳng có Đại Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, hoặc Bồ Đề, hoặc Tát Đòa, hoặc các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, hoặc các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có Đại Bồ Tát. Đại Bồ Tát đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát, chính các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát, cái khác với các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát, cái khác với các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát. Trong các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra có Đại Bồ Tát, trong các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra có Đại Bồ Tát. Trong Đại Bồ Tát có các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, trong Đại Bồ Tát có các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, lìa các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra có Đại Bồ Tát, lìa các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra có Đại Bồ Tát. Lại nữa Thiện Hiện, người quán nghĩa nào mà nói là chính địa giới chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính thủy hỏa phong không thức giới chẳng phải là Đại Bồ Tát, cái khác với địa giới chẳng phải là Đại Bồ Tát, cái khác với thủy hỏa phong không thức giới chẳng phải là Đại Bồ Tát, trong địa giới chẳng có Đại Bồ Tát, trong thủy hỏa phong không thức giới chẳng có Đại Bồ Tát, trong Đại Bồ Tát chẳng có địa giới, trong Đại Bồ Tát chẳng có thủy hỏa phong không thức giới, lìa địa giới chẳng có Đại Bồ Tát, lìa thủy hỏa phong không thức giới chẳng có Đại Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, hoặc Bồ Đề, hoặc Tát Đòa, hoặc địa giới, hoặc thủy hỏa phong không thức giới, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có Đại Bồ Tát. Đại Bồ Tát đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính địa giới là Đại Bồ Tát, chính thủy hỏa phong không thức giới là Đại Bồ Tát, cái khác với địa giới là Đại Bồ Tát, cái khác với thủy hỏa phong không thức giới là Đại Bồ Tát, trong địa giới có Đại Bồ Tát, trong thủy hỏa phong không thức giới có Đại Bồ Tát, trong Đại Bồ Tát có địa giới, trong Đại Bồ Tát có thủy hỏa phong không thức giới, lìa địa giới có Đại Bồ Tát, lìa thủy hỏa phong không thức giới có Đại Bồ Tát. Lại nữa Thiện Hiện, ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính nhân duyên chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên chẳng phải là Đại Bồ Tát, cái khác với nhân duyên chẳng phải là Đại Bồ Tát, Cái khác với đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên chẳng phải là Đại Bồ Tát. Trong nhân duyên chẳng có Đại Bồ Tát, trong đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên chẳng có Đại Bồ Tát. Trong Đại Bồ Tát chẳng có nhân duyên, trong Đại Bồ Tát chẳng có đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên. Lìa nhân duyên chẳng có Đại Bồ Tát, lìa đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên chẳng có Đại Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, hoặc Bồ Đề, hoặc Tát Đòa, hoặc nhân duyên, hoặc đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có. Huống là có Đại Bồ Tát. Đại Bồ Tát đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính nhân duyên là Đại Bồ Tát, chính đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ Tát? Cái khác với nhân duyên là Đại Bồ Tát, cái khác với đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ Tát. Trong nhân duyên có Đại Bồ Tát, trong đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên có Đại Bồ Tát. Trong Đại Bồ Tát có nhân duyên, trong Đại Bồ Tát có đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên. Lìa nhân duyên có Đại Bồ Tát, lìa đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên có Đại Bồ Tát. Lại nữa, Thiện Hiện, người quán nghĩa nào mà nói là chính Pháp do duyên sanh ra chẳng phải là Đại Bồ Tát, cái khác với Pháp do duyên sanh ra chẳng phải là Đại Bồ Tát, trong Pháp do duyên sanh ra chẳng có Đại Bồ Tát, trong Đại Bồ Tát chẳng có Pháp do duyên sanh ra, để Pháp do duyên sanh ra chẳng có Đại Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, hoặc Bồ Đề, hoặc Tát Đòa, hoặc Pháp do duyên sanh ra, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có. Huống là có Đại Bồ Tát. Đại Bồ Tát đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính Pháp do duyên sanh ra là Đại Bồ Tát? Cái khác với Pháp do duyên sanh ra là Đại Bồ Tát. Trong Pháp do duyên sanh ra có Đại Bồ Tát. Trong Đại Bồ Tát có Pháp do duyên sanh ra, lìa Pháp do duyên sanh ra có Đại Bồ Tát. Lại nữa, Thiện Hiện, người quán nghĩa nào mà nói là chính vô minh chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử chẳng phải là Đại Bồ Tát, cái khác với vô minh chẳng phải là Đại Bồ Tát, cái khác với hành cho đến lão tử chẳng phải là Đại Bồ Tát. Trong vô minh chẳng có Đại Bồ Tát, trong hành cho đến lão tử chẳng có Đại Bồ Tát, trong Đại Bồ Tát chẳng có vô minh, trong Đại Bồ Tát chẳng có hành cho đến lão tử, lìa vô minh chẳng có Đại Bồ Tát, lìa hành cho đến lão tử chẳng có Đại Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, hoặc Bồ Đề, hoặc Tát Đòa, hoặc vô minh, hoặc hành cho đến lão tử, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có. Huống là có Đại Bồ Tát. Đại Bồ Tát đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính vô minh là Đại Bồ Tát, chính hành cho đến lão tử là Đại Bồ Tát, cái khác với vô minh là Đại Bồ Tát, cái khác với hành cho đến lão tử là Đại Bồ Tát, trong vô minh có Đại Bồ Tát, trong hành cho đến lão tử có Đại Bồ Tát, trong Đại Bồ Tát có vô minh, trong Đại Bồ Tát có hành cho đến lão tử, lìa vô minh có Đại Bồ Tát, lìa hành cho đến lão tử có Đại Bồ Tát. Lại nữa, Thiện Hiện, ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính bố thí Ba La Mật Đa chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã Ba La Mật Đa chẳng phải là Đại Bồ Tát, cái khác với bố thí Ba La Mật Đa chẳng phải là Đại Bồ Tát, cái khác với tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã Ba La Mật Đa chẳng phải là Đại Bồ Tát, trong bố thí Ba La Mật Đa chẳng có Đại Bồ Tát, trong tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã Ba La Mật Đa chẳng có Đại Bồ Tát. Trong Đại Bồ Tát chẳng có bố thí Ba La Mật Đa, trong Đại Bồ Tát chẳng có tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã Ba La Mật Đa, lìa bố thí Ba La Mật Đa chẳng có Đại Bồ Tát, lìa tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã Ba La Mật Đa chẳng có Đại Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, hoặc Bồ Đề, hoặc Tát Đòa, hoặc bố thí Ba La Mật Đa, hoặc tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã Ba La Mật Đa, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có Đại Bồ Tát. Đại Bồ Tát đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính bố thí Ba La Mật Đa là Đại Bồ Tát, chính tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã Ba La Mật Đa là Đại Bồ Tát, cái khác với bố thí Ba La Mật Đa là Đại Bồ Tát, cái khác với tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã Ba La Mật Đa là Đại Bồ Tát, trong bố thí Ba La Mật Đa có Đại Bồ Tát, trong tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lực, bát nhã, ba la mật đa có đại Bồ Tát. Trong đại Bồ Tát có bố thí ba la mật đa, trong đại Bồ Tát có tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lực, bát nhã, ba la mật đa. Lìa bố thí ba la mật đa có đại Bồ Tát, lìa tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lực, bát nhã, ba la mật đa có đại Bồ Tát. Lại nữa Thiện Hiện, người quán nghĩa nào mà nói là chính cái không nội chẳng phải là đại Bồ Tát, chính cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tàn mạn, cái không không đổi khác, cái không bổn tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không không thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh chẳng phải là đại Bồ Tát. Cái khác với cái không nội chẳng phải là đại Bồ Tát, cái khác với cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh chẳng phải là đại Bồ Tát. Trong cái không nội chẳng có đại Bồ Tát, trong cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh chẳng có đại Bồ Tát. Trong đại Bồ Tát chẳng có cái không nội, trong đại Bồ Tát chẳng có cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh. Lìa cái không nội chẳng có đại Bồ Tát, lìa cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh chẳng có đại Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, hoặc Bồ Đề, hoặc Tát Đòa, hoặc cái không nội, hoặc cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có đại Bồ Tát. Đại Bồ Tát đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái không nội là đại Bồ Tát, chính cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh là đại Bồ Tát. Cái khác với cái không nội là đại Bồ Tát, cái khác với cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh là đại Bồ Tát. Trong cái không nội có đại Bồ Tát, trong cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh có đại Bồ Tát. Trong đại Bồ Tát có cái không nội, trong đại Bồ Tát có cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh. Lìa cái không nội có đại Bồ Tát, lìa cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh có đại Bồ Tát. Lại nữa Thiện Hiện, người quán nghĩa nào mà nói là chính chân như chẳng phải là đại Bồ Tát, chính pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, tịnh pháp, trụ pháp, thật tế, cõi hư không, cõi không thể nghĩ bàn, chẳng phải là đại Bồ Tát. Cái khác với chân như chẳng phải là đại Bồ Tát, cái khác với pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn, chẳng phải là đại Bồ Tát. Trong chân như chẳng có đại Bồ Tát, trong pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn chẳng có đại Bồ Tát. Trong đại Bồ Tát chẳng có chân như, trong đại Bồ Tát chẳng có pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn. Lìa chân như chẳng có đại Bồ Tát, lìa pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn chẳng có đại Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, hoặc Bồ Đề, hoặc Tát Đòa, hoặc chân như, hoặc pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có đại Bồ Tát. Đại Bồ Tát đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính chân như là đại Bồ Tát, chính pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn là đại Bồ Tát. Cái khác với chân như là đại Bồ Tát, cái khác với pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn là đại Bồ Tát. Trong chân như có đại Bồ Tát, trong pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn có đại Bồ Tát. Trong đại Bồ Tát có chân như, trong đại Bồ Tát có pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn. Lìa chân như có đại Bồ Tát, lìa pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn có đại Bồ Tát. Lại nữa Thiện Hiện, người quán nghĩa nào mà nói là chính bốn niệm trụ chẳng phải là đại Bồ Tát, chính bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo chẳng phải là đại Bồ Tát. Cái khác với bốn niệm trụ chẳng phải là đại Bồ Tát, cái khác với bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo chẳng phải là đại Bồ Tát. Trong bốn niệm trụ chẳng có đại Bồ Tát, trong bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo chẳng có đại Bồ Tát. Trong đại Bồ Tát chẳng có bốn niệm trụ, trong đại Bồ Tát chẳng có bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. Lìa bốn niệm trụ chẳng có đại Bồ Tát, lìa bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo chẳng có đại Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, hoặc Bồ Đề, hoặc Tát Đòa, hoặc bốn niệm trụ, hoặc bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có Đại Bồ Tát. Đại Bồ Tát đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính bốn niệm trụ là Đại Bồ Tát, chính bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là Đại Bồ Tát, cái khác với bốn niệm trụ là Đại Bồ Tát, cái khác với bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là Đại Bồ Tát. Trong bốn niệm trụ có Đại Bồ Tát, trong bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo có Đại Bồ Tát, trong Đại Bồ Tát có bốn niệm trụ, trong Đại Bồ Tát có bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. Lìa bốn niệm trụ có Đại Bồ Tát, lìa bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo có Đại Bồ Tát. Hết quyển thứ 14.